Nghe Nhi cùng đôi tư lặng lẽ và hành trình công hiến không ngừng nghỉ. Hành trình công hiến không ngừng nghỉ của nữ diễn viên trẻ Nghe Nhi. Hành trình chinh phục màn ảnh nhỏ của nữ diễn viên tài sắc vẹn toàn Nghe Nhi được đánh dấu bằng bộ phim Thiên Thịnh Trường Ca vào năm 2018, đóng cặp cùng nam minh tinh Trần Khôn. Dù không để lại ấn tượng quá sâu sắc, nhưng đây cũng là bước thành công đầu tiên của cô tiếp xúc với bộ phim truyền hình, vì đa số các bộ phim trước đây của Nghe Nhi đều là phim điện ảnh tất cả những nỗ lực của nữ diễn viên đều được đền đáp xứng đáng khi sau một năm cô đã nhận được ba đề cử nữ diễn viên chính xuất sắc nhất tại giải thưởng diễn viên Trung Quốc lần thứ sáu do Thiên Thịnh trường ca nghề nghiệp vô cùng tốt tính cách rất tuyệt vời diễn xuất vô cùng tự nhiên biến hóa đa dạng với từng cảnh quay học kịch bản không sót một chữ vào phim trường lúc nào cũng tỉ mẩn từng chút ca, phân cảnh này của em không biết nên diễn thế nào, chúng ta tập lại lời thoại một lần nữa nhé. Dù là một em gái miền Nam, nhưng đặc biệt cũng giống với một cô gái miền Bắc phóng khoáng, tính tình vô tư, lòng dạ ngày thẳng, chân khôn. Năm 2019, cô tham gia Thần Tịch Duyên cùng với Trương Trấn, nhưng kém may mắn thay. Thời điểm đó, bộ phim lại vướng phải nhiều tranh cãi về cả kịch bản lẫn tạo hình nhân vật. Điều này đã ảnh hưởng không nhỏ đến sự đón nhận của công chúng đối với Nghê Ni. Tuy nhiên, cô vẫn mang về đề cử nữ diễn viên chính cổ trang tại giải Hoa Đình lần thứ 26 và nữ diễn viên chính xuất sắc nhất tại Kim Cốt Đá lần thứ tư cho màn trình diễn của mình. Có lẽ đến năm 2020, cô mới thực sự tạo dấu ấn khi góp mặt trong bộ phim tuyên truyền chống dịch của đạo diễn Bình Tiểu An cùng nhau phần lái đỏ. Trong phim, Nghi Ni vào vai nữ y tá Bình Tiểu An với mong muốn mang đến cho khán giả những hình ảnh chân thực nhất của các vị y bác sĩ đang phải nỗ lực phòng chống dịch ở tuyến đầu. Cô từng chia sẻ cho mình rằng đã gặp không ít những áp lực vì lo lắng sẽ không thể truyền tải một cách sâu sắc và diện ấy. Xong và nhờ sự động viên của đạo diễn và tinh thần cầu hiến không ngừng của mình, cô đã đem đến một bình tiểu an vô cùng xuất sắc, thể hiện được sự khó khăn, áp lực những chiến sĩ áo trắng khi vừa phải gồng mình lên chống dịch, vừa phải xoa dịu không ít những tổn thương xung quanh. Anh nghĩ rằng anh tặng đồ ăn cho bệnh viện là cao cả làm sao? Anh không phải trải qua những thứ mà tôi đã và đang phải trải qua thì anh cũng không có tư cách gì để coi thường tôi. Sự chăm chỉ và nỗ lực của nữ diễn viên chưa bao giờ dừng lại. Năm 2020, cô tiếp tục để lại dấu ấn trong lòng khán giả với siêu phẩm chuyên gia gỡ bom hai bộ phim đã đạt được những thành tích đáng nể với tổng doanh thu phòng vé cán mốc hơn 1 tỷ 300 triệu, 1 tỷ 300 triệu nhân dân tệ và trở thành phim Hồng Kông có doanh thu cao nhất tại thị trường đại lục, đồng thời đứng thứ 5 phòng vé Trung Quốc năm 2020 sau 7 ngày khởi chiếu. Tác phẩm khởi đầu năm 2021 đầy mong chờ của nữ diễn viên Nghệ Nhi là Lưu Kim Tuế Nguyệt, bộ phim kể về những khó khăn, trắc trở và những áp lực vô hình xung quanh mối quan hệ của hai người bạn thân, nhưng cũng không thiếu đi những khoảng lặng ấm áp. Diễn xuất trong bộ phim của Nghệ Nhi đã thật sự bùng nổ với sự chân thật và truyền tải cảm xúc đôi mắt biết nói. Những phân đoạn của cô liên tục đã nhận được sự chú ý rất lớn vì chạm sâu đến trái tim khiến khán giả truyền hình không chỉ dừng lại tại mảng phim điện ảnh và phim truyền hình, nghệ nhi còn là một trong số những gương mặt được săn đón trên các trang bìa tạp chí thời trang uy tín nhờ vào thân thái và khí chất của mình. Nữ diễn viên sở hữu những phong cách riêng biệt, đặc biệt đầy bí ẩn tạo ra những trang bìa độc đáo và vô cùng cuốn hút. nghệ nhi cùng đời tư lặng lẽ, mặc dù là ngọc nữ màn ảnh sở hữu khối tài sản phim ảnh khổng lồ, nhưng đời tư của nghệ nhi lại rất kín tiếng và lặng lẽ. Tính đến thời điểm hiện tại khi chính thức ra mắt được 10 năm, nữ diễn viên đã có hai mối tình cầu khai. Năm 2012, Ngây Ni và Phùng Thiệu Phong bị giới truyền thông liên tục tung thình có cả hai những cử chỉ thân mật và không lâu sau đó, cặp đôi chính thức công khai mối quan hệ tình cảm. Sau đó, cả hai đã cùng nhau đi du lịch và thường xuyên xuất hiện tại các thảm đỏ cùng các lễ trao giải. Chuyện tình của cặp đôi này càng nhận được sự chú ý nhiều hơn khi một năm sau khi hẹn hò, cả hai đã trở thành bạn diễn của nhau trong bộ phim Anh muốn cùng em mãi hạnh phúc. Ngỡ tưởng đôi trai tài gái sắc sẽ về chung một nhà khi liên tục xuất hiện những tin tức, hình ảnh đi mua nhà hay chuẩn bị đám cưới được truyền thông ghi lại, thì cặp đôi bất ngờ tuyên bố chia tay sau 3 năm gắn bó. Điều này đã làm cho người hâm mộ không khỏi ngỡ ngàng và tiếc nuối cho một chuyện tình đẹp nhưng giang dở. Vào năm 2015, khi sự nghiệp của Nghe Ni có những dấu hiệu chứng lại và nữ diễn viên cũng chịu ảnh hưởng không nhỏ từ sự dạn nứt của chia tay, nam diễn viên tỉnh Bách Nhiên, người đã đóng cặp cùng cô trong bộ phim Đợi Giao Đến năm 2013, đã luôn ở bên cạnh và an ủi cô. Họ trở thành đôi bạn thân kể từ khi đóng chung và chính thức trở thành một đôi vào năm 2016. Cả hai cũng xuất hiện nhiều lần trước các mặt báo và nhận được sự ủng hộ tích cực đến từ người hâm mộ. Nhưng mối tình cũng chẳng kéo dài được bao lâu, khi vào tháng 7 năm 2018, cặp đôi chính thức tuyên bố đường ai nấy đi, cho đến hiện tại vẫn có rất nhiều lời phỏng đoán xung quanh sự tái hợp của nữ diễn viên và bạn trai nhỏ hơn một tuổi, nhưng đều được chính chủ phủ nhận, khẳng định vẫn là bạn thân chứ không nối lại tình xưa như nhiều người đồn đoán. Nữ diễn viên cũng bị vướng vào tin đồn tình ái với Trần Khôn khi hình ảnh của cô xuất hiện gần chung cư của nam diễn viên được tung ra, nhưng chính nam diễn viên lại lên tiếng phủ nhận, khẳng định hai người chỉ là bạn thân, cũng như nữ diễn viên gần đây mới chuyển đến chung cư gần chỗ anh chứ không phải như lời đồn đoán. Không chỉ tỏa sáng trên màn ảnh, nữ diễn viên cũng hoạt động tích cực ở cả mạng thời trang khi các trang báo và tạp chí tin tưởng chọn mặt gửi vàng bởi thân thái quyến rũ và vẻ đẹp mặn mà của cô. Nghi Nhi luôn được mong chờ sẽ bứt phá với nhiều tác phẩm hấp dẫn cùng đối diễn đa dạng ở cả điện ảnh truyền hình trong tương lai.